Xin chào quý anh chị, hiện tại thì Lộc Nguyễn đang trong một cái căn nhà rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Rất là phù hợp cho những cặp vợ chồng trẻ nè, những cặp vợ chồng mới vừa ra riêng, hoặc là những quý anh chị nào mà có thu nhập mà thấp, lương tầm khoảng 5 triệu là quý anh chị đã sở hữu được căn nhà này rồi nha quý anh chị. Một cái căn nhà vị trí là ngay ngã ba Tân Kim, nó chỉ cách ngay quốc lộ 50, chúng ta đi vào bên trong nhà theo con đường Tân Phước đó quý anh chị, chỉ tầm khoảng 600 mét thôi và là sau lưng khu công nghiệp Tân Kim luôn. Nên quý anh chị sở hữu căn nhà này để chúng ta làm một cái nơi an cư, lập nghiệp hoặc là quý anh chị đầu tư cho thuê thì cũng rất là tuyệt vời ha. Với căn nhà này thì chúng ta cho thuê tầm 3 triệu đến 3 triệu rưỡi một tháng nha quý anh chị. Và quý anh chị nhìn mặt diện nè, một căn nhà khá là mới ha, với cái tông màu rất là đẹp, với màu hồng và tông màu trắng nha quý anh chị. Đó, một cái tông màu rất là đa sắc màu luôn. Và bên trong nhà thì còn đẹp hơn nữa nha quý anh chị. Nên quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc Nguyễn để chúng ta tham quan đến tận cuối video nha. Và đây là một cái khoảng sân rộng tầm khoảng 8 tấc nè. Cái khoảng sân này thì phía trước được ốp những cái gạch chống trơn trượt cho quý anh chị rồi. Và tường á đã được ốp lên tầm tới trần cho quý anh chị luôn ha. Nên nó khá là nhìn nó khá là chắc chắn. Và ở đây nè quý anh chị, được làm là cửa 4 lớp với cái tông màu sơn á là cái tông màu xám. Và kính đã được chủ của chúng ta rất là chu đáo luôn, dán những cái kính chống nắng cho quý anh chị luôn rồi. Đó thì căn nhà này á, Lộc thấy á, mình vào á là mình chỉ ở luôn thôi quý anh chị, mình không có cần làm gì thêm ha. Và ở đây có một cái bộ ghế sofa. Đây, một cái bộ ghế sofa nhìn là rất là chill luôn ha quý anh chị. Với cái bộ ghế sofa này sẽ được tặng luôn cho quý anh chị khi mà quý anh chị sở hữu căn nhà này ha. Đó, chị chủ của chúng ta rất là chu đáo phải không quý anh chị? Rồi, trên tường thì chúng ta đã được ốp gạch lên tầm khoảng 1,6 cho quý anh chị nè. Với cái tông màu cũng rất là đẹp và phù hợp với cái màu nhà của chúng ta là tông màu trắng ha quý anh chị, được viền những cái tông màu đen đó, nhìn rất là sang luôn quý anh chị ơi. Rồi trên tường thì là tranh vẽ nha quý anh chị, các bậc tam cấp để chúng ta phân giữa khu vực bếp và khu vực phòng khách nè. Đó, đã được trưng bày những cái bình bông đó, nhìn rất là đẹp không quý anh chị. Đó, bình bông này thì chúng ta có thể là trưng ở đây hoặc là chúng ta để bàn thì cũng rất là phù hợp ha. Đó, một cái nơi rất là lý tưởng để chúng ta tiếp khách ha quý anh chị. Ở phía bên tay trái Lộc nè là cũng là một cái khoảng tường đó, đã dán những cái giấy dán tường đó, rất là phù hợp với nhà chúng ta. Vào bên trong căn nhà này là một cái cảm giác rất là mát lạnh luôn quý anh chị, kiểu như là hòa mình vào một cái khu rừng nho nhỏ ha. Ở với khoảng không gian này thì chúng ta có thể là để một cái tivi màn hình led thật là to ở đây ha. Đó, còn bộ ghế sofa thì đã có sẵn cho quý anh chị rồi, về chúng ta chỉ cần vào và sử dụng thôi quý anh chị ơi. Đó, trên tường nè quý anh chị, tường thì cũng được lắp những cái đồng hồ nhìn hình con công, nhìn rất là sang trọng và hiện đại luôn. Mời quý anh chị đi di chuyển vào bên trong khu vực phòng vệ sinh, khá là rộng rãi và thoáng luôn quý anh chị. Một căn phòng vệ sinh rất là thích ha. Bồn cầu đã được ốp sát xuống cái khu vực cầu thang để tiết kiệm diện tích, làm cho căn phòng vệ sinh của chúng ta rộng ra nha quý anh chị. Ở trên tường thì được treo những cái kiểu trang trí làm cho căn nhà của chúng ta thêm phần đẹp mắt hơn nha quý anh chị. Và khu vực bếp nè, khu vực bếp này thì Lộc Nguyễn rất là thích. Ở đây á, gia chủ làm là tủ bếp trên và tủ bếp dưới nè quý anh chị. Đó, rất là nhiều kệ tủ để chúng ta đựng đồ ha. Và ở đây có một cái cửa sổ để chúng ta lấy gió và lấy sáng, làm cho khu vực bếp của chúng ta lúc nào cũng thông thoáng và mát mẻ, cũng như là chúng ta nấu ăn nó không bị bí bách mùi ha. Kèm theo đó là có ống nước vào và ống nước ra ở cái khu vực này để chúng ta để máy giặt ha quý chị. Ở đây là có ổ cắm điện sẵn cho quý chị luôn, rất là nhiều ổ cắm điện nha. Đó, để chúng ta tha hồ sử dụng những cái thiết bị điện nha quý anh chị. Quý anh chị thấy cái nhà như thế nào ạ? À, Học thấy rất là phù hợp cho những cặp vợ chồng trẻ, những cặp vợ chồng mới ra riêng và có cái thu nhập tầm trung á, là căn nhà này rất là hợp lý luôn. Một căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng nha quý anh chị. Thì quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc đi lên lầu 1 để chúng ta tham quan, và Lộc Nguyễn sẽ báo giá ở cuối video cho quý anh chị nha. Nguyễn vừa bước lên các bậc cầu thang quý anh chị, các bậc cầu thang thì đã được ốp lát những cái đá hoa cương hết rồi nha. Đồng Nguyễn rất là ấn tượng cái khu vực cầu thang nào quý anh chị. Ở đây được ốp những cái gạch giả gỗ nhìn rất là sang trọng và đẹp nha. Và một kiểu một cái khu vườn đầy bướm luôn nè quý anh chị.
Và ở bên tay trái Lộc có một cái đèn để cho quý anh chị chiếu sáng vào buổi tối ha. Chúng ta bật lên cho khu vực cầu thang của chúng ta lúc nào cũng sẽ sáng trưng luôn nha quý anh chị. Tay vịn được thiết kế làm bằng gỗ căm xe nè, và các bậc cầu thang nó khá là ngắn để chúng ta bước lên ha, cũng rất là phù hợp cho người lớn tuổi chúng ta đi khu vực cầu thang nha quý anh chị. Quý anh chị ơi, quý anh chị hãy nhấn một like và một nút đăng ký kênh Nhà đất Lộc Nguyễn nha. Rồi, ở đây là một cái khu vực phòng ngủ. Cái phòng ngủ này nó rộng tầm khoảng 10 mét vuông ha quý anh chị. Trên trần được thiết kế là những cái hình nhật cấp với những cái tông màu hồng, hình ngôi sao nè, hình trăng nè, rất là phù hợp cho trẻ em chúng ta ở căn phòng này ha quý anh chị. Ngôi nhà này thì Lộc thấy rất là phù hợp cho hai vợ chồng hai đứa con ở thì rất là hợp lý luôn. Ở đây có một cái cửa sổ lùa nè. Đó, khu dân cư của chúng ta rất là đông đúc và sầm uất rồi quý anh chị ơi. Sống san sát nhau rất là vui ha. Rồi, ở đây thì nó có những công tắc máy lạnh sẵn hết cho quý anh chị rồi. Về căn nhà này chúng ta chỉ cần dọn quần áo vào và ở thôi quý anh chị ơi. Đó, không có cần làm gì thêm nhiều ha. Phía bên tay phải là một cái khu vực phòng vệ sinh với những cái thiết bị bồn cầu, lavabo và kính đã được lắp sẵn hết cho quý anh chị rồi. Về căn nhà này thì chúng ta chỉ cần dọn quần áo vào và ở thôi quý anh chị ơi. Và đây là một cái căn phòng ngủ phải nói rất là rộng luôn quý anh chị ơi. Căn phòng ngủ này rộng tầm khoảng 30 mét vuông thôi quý anh chị. Ở phía dưới sàn được ốp là kiểu giả gỗ, nhìn cái tông màu xám nhìn rất là sang trọng và hiện đại luôn. Và căn phòng của chúng ta mỗi khu vực phòng đều có những cái tông màu khác nhau, là một cái điểm nhấn cho những căn phòng thêm sinh động hơn không quý anh chị. Đối với căn phòng rộng thế này á, thì gia chủ của chúng ta thiết kế với cái tông màu là tông màu khoai môn, màu tím nhạt không quý anh chị. Và trần của chúng ta là một cái trần nhật cấp với cái tông màu khác nữa là tông màu xanh đậm. Đó, nhìn khá là sang trọng và hiện đại luôn ha. Và đây hướng ra một cái ban công. Cái ban công này nhìn rất là chill luôn nha quý anh chị. Đó, xung quanh thì một cái khu dân cư phải nói khá là đông đúc và sầm uất rồi. Thì hiện tại là nhà chúng ta là ngay ngã ba Tân Kim. Từ ngã ba Tân Kim chúng ta đi vào bên trong nhà này á chỉ tầm khoảng 600 mét thôi quý anh chị, và là sau khu công nghiệp Tân Kim nha. Và quý anh chị có nghe cái đường quốc lộ 50B chưa ạ? Cái đường quốc lộ 50B nó sẽ nối từ Trung Lương, Tiền Giang chạy thẳng lên Phạm Hùng, quận 8 nối dài luôn, và sẽ đi ngang qua cái đường Tân Phước của mình. Và tuyến đường này rộng là 56 km. Đó, thì khi mà tuyến đường này làm xong quý anh chị, thì từ vị trí căn nhà này nè, quý anh chị đi ra cái đường quốc lộ 50B đó chỉ tầm khoảng 200 m thôi, và chúng ta di chuyển lên Phạm Hùng, quận 8 nối dài theo trục đường quốc lộ 50B á quý anh chị, chỉ tầm khoảng 5 phút thôi, thì rất là gần luôn. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ vẫn có một cái bến phà để cho quý anh chị đi phà đi qua bên Nhân Đức, Nhà Bè quý anh chị, thì chúng ta cũng có thể đi lên Lotte Mart quận 7 bằng con đường Lê Văn Lương và Nguyễn Hữu Thọ chỉ tầm khoảng 10 phút thôi, thì cũng rất là tiện lợi và phù hợp để cho quý anh chị sở hữu căn nhà này để chúng ta làm một cái nơi an cư lập nghiệp ha quý anh chị. Với một căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay với một cái mức giá là tầm khoảng 800 tới 1 tỷ luôn nha quý anh chị. Nên quý anh chị nào mà cần một căn nhà cho gia đình nhỏ mình thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn. Tất cả những cái sản phẩm nhà và đất bên Lộc Nguyễn đều làm việc với chính chủ nhà và chính chủ đất, nên quý anh chị yên tâm là cái mức giá sẽ rất là sát so với thị trường luôn nha. Và tiếp theo Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển xuống tầng trệt, Lộc Nguyễn sẽ báo giá đủ cho quý anh chị căn nhà này nha. Vừa rồi thì quý anh chị và cô bác cũng đã tham quan hết căn nhà của chúng ta rồi. Quý anh chị thấy căn nhà như thế nào ạ? Thì Lộc thấy căn nhà này với một cái mức giá tầm trung của quý anh chị, một căn nhà sổ hồng riêng mà mức giá tổng chỉ có 1 tỷ 350 triệu thôi, thì rất là hợp lý luôn. Và vị trí nhà quý anh chị di chuyển lên bến xe quận 8 theo trục đường quốc lộ 50 quý anh chị chỉ tầm khoảng 25 đến 30 phút thôi, thì rất là hợp lý để cho quý anh chị sở hữu căn nhà này, để chúng ta vừa làm việc ở các quận nội thành của thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta cho con em chúng ta học hành thì cũng rất là phù hợp luôn, cũng như là tiện lợi ha quý anh chị. Đó, một căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay căn nhà này á tầm 800 tới 1 tỷ luôn. Đó, thì quý anh chị nào mà có nhu cầu mua nhà và thậm chí sở hữu cho mình những cái căn nhà mới trong cái giai đoạn mà thị trường bất động sản đang trầm lắng như thế này á, thì quý anh chị sẽ mua được một cái giá thật là tốt luôn nha quý anh chị. Và quý anh chị tận dụng cái cơ hội này để chúng ta mua được những căn nhà giá rẻ nha, một cái thời điểm vàng để chúng ta đi mua nhà.
đó, chứ đợi mà thị trường bắt đầu sốt lên và mọi người cùng đi mua nhà thì lúc đó giá nhà rất là tăng luôn, thì lúc đó mình mua không có nổi đâu quý anh chị đó. Thì quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc qua số hotline phía trên màn hình 077-201-0726. Lộc Nguyễn sẽ tư vấn rõ ràng về pháp lý cũng như là đặt cuộc hẹn cho quý anh chị đi xem căn nhà thực tế nha. Ngoài những cái căn phân khúc nhà trên 1 tỷ á, Lộc Nguyễn còn những cái nhà dưới 1 tỷ nữa quý anh chị, tầm 500, 600, 700, 800 triệu thì có thể là vi bằng nè, hoặc là sổ đồng sở hữu. Thì quý anh chị cứ chia sẻ nhu cầu quý anh chị cần kiếm kiếm nhà như thế nào, diện tích nè, thứ hai là tài chính, thì Lộc Nguyễn sẽ kiếm cho quý anh chị những căn nhà thật là phù hợp để không mất thời gian của quý anh chị đi xem nhà với Lộc, cũng như là hai bên không có mất thời gian với nhau không quý anh chị. Mến chúc cho quý anh chị có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống, và sớm tìm được cho mình một căn nhà thật là ưng ý và phù hợp nha quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau nha.